Thưa quý vị và các bạn, chú trọng đến vấn đề chủ quyền an ninh biên giới, lại thấy nhân duyên đặc biệt giữa công chúa Bình Dương với đầu mục Lạng Châu thân thiệu thái khi trong một cuộc luyện bắn cung, mũi tên của công chúa đã cắm vào đuôi tên của thiệu thái. Vua Lý Phật Mã đã hứa gả công chúa cho viên châu mục rời giang này. Không chỉ chú trọng rèn rũa các hoàng tử, các công chúa cũng được nhà vua khuyến khích tham gia luyện võ. Vua Lý Phật Mã còn tin cậy trao đổi việc nước với quan khu mật viện Mai Mạnh Minh là người bạn học thời nhỏ cũng là người anh trai của Hoàng hậu. Theo đề xuất của Mai Mạnh Minh, ngài đồng ý cử Mạnh Minh mang theo lệnh bài của vua lên đường lên biên ải vùng Lạng Châu. Hành trình của Mai Mạnh Minh lên đường lên biên ải như thế nào? Mời quý vị đến với phần tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết lịch sử 8 triệu vô lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Vui cho triệu quan khu mật viện Mai Mạnh Minh vào cung Long Thủy bàn việc nước mạnh minh từ ngày về chiều được vua tin dùng cho coi sóc khu mật viện công việc lúc đầu chỉ là giám sát lục bộ các đài sành viện và tư cách các quan để đo lường sự tận tâm với công việc và lòng trung quân ái quốc của mỗi người thực ra cơ quan này chưa làm được cái phận sự cao quý ấy mà công việc của họ nói cho cùng là chỉ do thám nội bộ đôi khi vì đố kỵ riêng tư hoặc thâm thủ nhau thì đặt điều cáo giác hoặc gài bẫy để hại nhau. Mạnh Minh đã xin với hoàng thượng lựa người có tri thức, có lương tâm và công tâm vào thay thế. Công việc đang đi dần vào nền nếp nên các đồng liêu nhìn Mạnh Minh có phần kính nể. Mạnh Minh muốn làm thật tốt công việc để các quan phải thừa nhận. Hoàng thượng đặt người đúng chỗ chứ không bị tình riêng. Nay bất chợt vua cho gọi, không biết có việc gì. Vừa trông thấy Mạnh Minh bước lên thềm ngọc, vua đã vội chạy ra đón vào kỷ. Mạnh Minh vừa mở lời, Tâu Hoàng Thượng vừa đã giơ tay bịt miệng. Mạnh Huynh, ta và Huynh vốn là tình bạn cũ, nay lại là anh em. Tình thì như vậy, phận lại là vua tôi. Hôm nay ta muốn sống lại trong tình bạn thời niên thiếu, chứ lúc nào cũng bệ hạ với thần hoặc ta với Khanh. Nó thế nào ấy? Ta cảm thấy nó giả giả, chứ không thật đâu. Hoặc nó thật sự giả, đã được thừa nhận như là một định chế, một phép tắc. Ta biết Huynh khó xử, nhưng tại sao ta lại không thể trở về với chính ta thuở trước không phải mạnh minh không muốn thế nhưng cái phận vua tôi nó lớn quá nó là cả một trời cách biệt sao có thể trở về với cái thời niên thiếu vời xa kia được mạnh minh mỉm cười nụ cười trong veo chẳng cầu cạnh chẳng lấy lòng ai song thật là khó khó nói khó gọi ngay từ cách xưng hô bệ hạ đạo thần tử thôi thì trời đã sắp đặt vậy không thể bỏ lễ vua tôi được đâu thần biết bệ hạ thực lòng nhưng lễ là đầu mối của cương thường sao có thể làm khác được mạnh minh nhìn nhà vua hỏi thần không biết có điều gì hệ trọng bệ hạ cho triệu ta muốn bàn với huynh một vài việc vì chỉ có tình huynh đệ hoặc tình bằng hữu bàn bạc nó mới chân tình chứ cứ động một tí là ý chỉ hoặc dụ bảo thì chẳng đi tới đâu ngay ở triều đình cũng thế ta muốn hỏi muốn bàn với mọi người thì mọi người lại đòi ta quyết trong khi ta còn phân vân chưa biết quyết thế nào cho phải cho đúng thì các quan lại hô bệ hạ vạn tuế ta cho đó là chỗ dở của các quan nếu cứ kéo dài như thế tới một ngày nào đó ta tưởng là ta sáng suốt thật và triều đình sẽ bị ta áp đặt thuần những điều ngu tối bởi ta đã nghĩ thay cho cả nước và mọi phán quyết cũng chỉ một mình ta vậy ta mong quý hữu và các quan giúp ta trở thành một người biết lắng nghe nếu lòng bệ hạ muốn thế, vua tôi sẽ gần gũi, thần dân của bệ hạ chắc được nương nhờ. Bữa nay ta muốn hỏi Mạnh Huynh mấy việc, hoặc là ta đang muốn làm, hoặc ta còn phân vân. Nhưng bạn phải đặt mình vào hoàn cảnh của ta kia. Chứ gọi là quyết thì việc gì ta quyết mọi người chẳng phải nghe. Mà đã quyết thì hay giờ đều đổ lên đầu dân cả. Cho nên Mạnh Minh cứ nói thẳng điều mình nghĩ, không phải tìm lời lựa ý để làm vừa lòng ta. Bệ hạ, điều nói thẳng thường khó nghe đấy. Lịch sử cổ kim đã biết bao người rơi đầu về việc liều chết can vua. Thần đã biết sợ. Nhà vua cười phá lên, giọng cười thật là cởi mở. Vua đẩy chén rượu gần về phía mạnh minh mời. Nào ta uống. Vừa uống vừa nói chuyện như những người dân trong hương ấp. Ta thử làm dân một chút xem sao. Nhà vua nói thử làm dân. Mạnh huynh thấy bật cười. Ví thử có ai đó nói. Thử làm vua, thì cơ sự sẽ xoay ra như thế nào? Chắc là phải lột ra nhồi chấu, hoặc voi dày ngựa xé, hoặc là tùng xẻo, hoặc là tuốt nứa. Tâu bệ hạ, nếu bây giờ trong dân chúng, họ ban hành một quy ước để giữ gìn cho nơi thôn ấp được đậm đà hương sắc, từ nay nghiêm cấm mọi người, không có nguồn gốc làm dân tới ba đời, không được tự tiện mạo xưng là dân. Giả dụ việc đó xảy ra, bệ hạ nghĩ sao? Nghe Huỳnh nói thật thú vị, nó ngủ ngộ như thời nghiêu thuấn nhưng thôi ta hỏi huynh mấy việc từ khi ta kế vị trong quan trong dân trong giới thiền sư đạo sĩ có dị nghị gì không ta có nên tha tô thuế cho dân vào lúc này không làm thế nào để cho nền kinh tế trong nước mọi thứ của cải đều dồi dào làm thế nào cho binh được mạnh các cơ quan then máy của triều đình các lộ các chấn như thế đã được chưa hay cần phải thay đổi thêm bớt gì không làm thế nào để triều đình thật sự gần dân nghe được tiếng nói đích thực của dân những vùng xa xôi khuất lấp dân đã hết đói chưa bọn xã quan huyện quan có còn bức bách dân nhiều không mạnh minh suy nghĩ dây lâu rồi tiếp bệ hạ các điều bệ hạ hỏi đó là công việc của cả một triều chính sức một người sao có thể bao quát được mỗi loại công việc thuộc sảnh đài viện nào bệ hạ giao cho người đứng đầu phải lo họ phải đệ trình bệ hạ các công việc mà bệ hạ đòi hỏi người thay mặt bệ hạ kiểm xét đôn đốc các công việc mà bệ hạ đòi hỏi chính là thái sư. Thái sư là người đứng đầu nội các, phải biết mọi mặt hoạt động của bộ máy triều đình. Về phần mình, thần xin nhà vua cho đi kinh dinh các lộ vài ba tháng. Khi về, thần sẽ có nhiều điều trình bệ hạ. Duy có một điều thần có thể trả lời bệ hạ ngay được, tức là bệ hạ hỏi làm thế nào để triều đình thực sự gần dân, câu trả lời là bình dị cận dân tựa như hồi Bệ hạ đi mở phủ ở Tam Sơn ấy, Bệ hạ đem tinh thần ấy giáo hóa cho triều quan thì lo gì việc xa dân. Và lại, gần dân là ở tấm lòng yêu dân, các quan không có lòng yêu dân thì có ở cận kề vẫn cứ là ngàn trùng cách biệt. Đúng là các việc ta hỏi mạnh minh là việc của Thái sư Lương Nhậm Văn. Tiếc rằng tới lúc này, Văn không còn đủ sức bao quát công việc nữa, biết thế sao Bệ hạ còn đưa ông ấy vào đứng đầu chính phủ? và lại thái sư tuổi cũng đã cao. Đúng là mạnh minh mới chỉ biết cái khó của ta, chứ chưa hiểu hết được nỗi khổ của ta. Lương Nhậm Văn, Trần Cảo cùng nhiều người khác nữa đều là bề tôi tâm phúc của tiên đế dưới triều Lê Long Đĩnh. Khi ngoại triều mất, quần thần tôn phò tiên đế lên ngôi vua. Với tiên đế, họ vừa là đồng liêu, vừa là ân nhân, vừa là khai quốc công thần. Cho nên, dưới triều Thuận Thiên vừa lập, tiên đế đã phong Trần Cảo làm tướng công hàm như tể tướng bây giờ. Đào ca Mộc được phong nghĩa tín hầu, lại đem trưởng công chúa gả cho. Và Lương Nhậm Văn bổ vào chức viên ngoại lang cùng với Lê Tái Nghiêm là hai người đầu tiên cử đi xứ nhà Tống. Kết mối giao hảo cùng thăm dò xem vua tôi Tống chân Tông có dị ý gì với triều thuận thiên công để còn có đối sách. Trần Cảo đã cáo lão, một số triều quan khác phần tuổi cao sức yếu phần kém cả tài năng và phẩm hạnh ta đã ban lộc hậu lại ban các tước nhàn tản để dương danh và cho về quê quán hưởng nhàn chẳng nhẽ tiên đế vừa băng triều thiên thánh xác lập mà không chấn chỉnh đội các sao chẳng nhẽ vì chấn chỉnh đội các mà đưa hết cả những bậc khai quốc công thần ra khỏi triều chính sao đấy cách khổ của ta là ở chỗ đó ta nghĩ dần dần phải đưa được người vào thay thế. Ta mong Mạnh Minh sẽ giúp ta tìm cho được các bậc chân tài, hoặc vì mặc cảm, hoặc vì thích nhàn mà chưa chịu ra giúp đời. Soạn sửa vài bữa xong, Mạnh Minh tới chầu nhà vua để đi kinh sinh các chấn lộ. Tiễn Mạnh Minh ra cửa khuyết, tay vịn vai bạn, tay đẩy thành xe. Vua nói, những gì cần ta đã nói cả với Tôn Huynh, mong Huynh đi, mạnh khỏe, ngày trở về có nhiều điều mới. Khi xả ích sắp ra rồi, nhà vua vội móc túi đưa cho Mạnh Minh cái chỉ bài. Huynh cầm lấy, phòng khi bất chắc có viên quan nào cứng đầu, làm điều ngang ngược, Huynh cứ thẳng tay trị tội hoặc áp giải về chiều. Lịch trình Mạnh Minh đi sẽ là vùng Ải Bắc, rồi vòng về vùng bể miền Đông Bắc. Nhưng trước khi lên vùng Ải Bắc, tiện đường, Mai Mạnh Minh ghé Tam Sơn thăm lại song thân. Về nhà trình lệ cha mẹ xong, mạnh minh thăm lại vợ con hỏi han mai phu nhân về sự phụng dưỡng song thân về việc học hành của các con cả việc cấy cày mùa vụ lại nữa kẻ ăn người ở trong nhà có trung thành có chăm chỉ trước kia phần lớn công việc trong nhà đều do mạnh minh cáng đáng phu nhân chỉ lo tề ra nội trợ phụng dưỡng song thân nhưng từ ngày phu mới lên ngôi vị tình tôn tộc lại triệu thỉnh về chiều giao việc nước vì thế Mọi việc trong nhà đều dồn chút lên đôi vai mảnh mai của phu nhân. Thấy chồng săn sóc hỏi han, lại tỏ ra băn khoăn thương nỗi sớm hôm vất vả, phu nhân cảm động nói: "Thiếp có phúc được làm dâu nhà họ Mai, lại có chồng làm quan cực phẩm, có em chồng là hoàng hậu đương triều, người ta nằm mơ cũng không được điều đó. Vậy thiếp có vị chàng mà gánh vác việc gia đình, âu cũng là niềm phúc hạnh cho thiếp." xin chàng cứ yên tâm hầu hạ nơi bệ ngọc thềm rồng nhân tiệc tẩy trần quốc trượng mai trọng hiệu dằn chén mỹ Tiểu do nhà vua gửi biếu xuống mặt kỷ vuốt dâu tới ba lần nhìn thẳng vào gương mặt vốn phúc hậu của người con trai ông hỏi này anh cả dạ thầy có điều gì dạy con ạ à? sau cái loạn tam vương ấy thăng long bây giờ yên chữa. dạ thưa thầy thăng long vẫn yên ổn bình thường Thế các vương, ngoài hoàng tử Vũ Đức Thọ Tử, còn các vương khác bây giờ ra sao? Có ai bị cầm tù không? Dạ, thưa thầy, không ạ. À? Nhà vua tha tội hết cho các anh em, lại cho giữ chức cũ, duy có điều không được lập phủ binh riêng thôi ạ. À? Giỏi, thế là vua giỏi đấy. Vừa tránh được tội ác giết anh em, vừa tránh được cái họa cắt cứ. Ông Hữu ngừng lời, đưa tay vút tròm sâu dài tới ngực, trắng như cước ông có cái vẻ dáng của một người mãn nguyện cầm lấy chén rượu nom cái màu hồng trong chén bạch ngọc mùi thơm ngọt ngào nhưng rất khó phân biệt ông chịu không biết nó là một thứ nguyên liệu gì khẽ hớp một vài giọt đã ngậm nơi đầu lưỡi rượu tan vào trong họng gây cảm giác ấm rượu và mùi hương quyện với men nồng đưa lên tận óc ông hữu vẫn giữ chén rượu trong lòng tay ông lại nhìn mạnh minh trọng mẫn và bảo anh cả thầy cho hai anh em mỗi người một chén hồng đào mỹ tiểu vua ban. Các anh uống rồi nói thầy nghe, rượu này chế từ nguyên liệu nào. Hai anh em bê chén rượu lên, tạ ơn cha, rồi cùng ngửa cổ, tu cạn. Uống xong suy nghĩ dây lâu, Mạnh Minh nói, thưa thầy, rượu thơm ngon tinh khiết, nhưng hơi nặng. Con không phải loại người biết thưởng thức rượu, nên cũng không thể biết nó chế từ cái gì. Và lại, thầy thường dạy anh em con không được rượu chè bê tha ấy là thời gian các con khi chưa tới tuổi thành niên, công danh chưa thỏa. nay con đã là quan lớn của triều đình, đã tới cái tuổi tam thập, thầy không can dự vào mọi việc của các con nữa. à, thế còn trọng mẫn, con không nói cho thầy biết cảm nhận của con sau khi uống. trọng mẫn cười xòa. thưa thầy, con mới được uống một chén tí xíu, nó trôi tuột vào bụng trước khi con kịp nhận ra là con được uống rượu quý, nên con quên mất cảm giác rồi ạ. À. thầy phải cho con tu cả trai may ra con mới nói được gần đúng về một cái gì đó mai ông vừa ưa cái tính hóm hình của trọng mẫn ông cầm lấy chai mỹ tiểu xoáy nuốt cho chặt thêm ông bảo để rồi thầy còn mời các bạn thầy mỗi người một chén rượu quý lộc vua không thể uống một mình bà cha con ăn uống nói cười vui vẻ chợt mai ông hỏi vậy chứ mạnh minh con không nói cho thầy biết về em con cùng các hoàng tôn của ta thế nào à thưa thầy em con bây giờ là hoàng hậu theo lẽ vua tôi con không được phép tự tiện đến thăm em còn các cháu thì hoàng tử nhật tôn đã được phong đông cung thái tử tức cháu sẽ là vua kế nghiệp lại được sách phong làm khai hoàng vương sẽ cho ra ở cung long đức hoàng tử nhật trung sách phong phụng càn vương sẽ cho ra ở ngoài cửa trường quảng vua mới cũng theo về nền nếp của thái tổ muốn cho các con mình được ở gần dân anh cả ở nhà với thầy được bao lâu dạ con về thăm thầy mẹ sáng mai con xin phép lên đường sớm anh cả lại lai kinh à dạ thưa thầy con lên biên ải à ra thế thôi thì anh đã là người của triều đình anh phải làm việc cho triều đình nói xong mai ông xuống nhà nghỉ khi cha vừa đi khỏi mai mạnh minh hỏi em trai nhân đây anh muốn hỏi em em có thích về triều không anh sẽ tiến cử lên hoàng thượng Ôi may quá, em cũng đang định nói với anh điều đó. Anh ở khu mật viện, anh biết còn nhiều chỗ khuyết, hoàng thượng cũng nói anh để ý tìm người. Vậy là anh em ta lại huynh đệ đồng triều, nhà thật có phúc, chắc là thầy vui. Em định thưa với anh cả để anh tâu lại với hoàng thượng, đừng bắt em làm gì hết, em không thích làm quan đâu, em không có chí làm quan. Mạnh Minh không khỏi kinh ngạc, hay em có ý giận anh, giận em gái vì cất nhắc em hơi muộn? Không đâu, không phải như vậy đâu anh cả. Vậy chứ em học nhiều thế để làm gì? Thầy chẳng bảo cho anh em mình đi học để biết làm người sao. Và lại, nhà có hai anh em trai, thầy mẹ già ngày một yếu. Anh đi rồi, em phải ở nhà phụng dưỡng cha mẹ già chứ. Đã bảo, em không thích làm quan, em chỉ thích đi săn thú thôi. Về chiều thì đâu đi săn được. Thôi nhé, đừng có ép em phải làm quan cách gì hết. Bây giờ anh đi nghỉ đi, Lát nữa em vào rừng đấy. Kia kìa, đồ nghề em sắp cả rồi. Chút nữa, anh em trong phường săn, họ ới cái là em đi liền. Quan khu mật Lạng Châu, vào thẳng trại quân của viên đô thống. Đô thống tiếp chỉ của nhà vua, bèn đặt lên hương án, vái ba vái, rồi mở ra đọc. Nhìn mạnh minh với vẻ kính cẩn, y nói, quan đi thị sát biên ải. Phải, ta đi thị sát vậy mời quan ngài sang dinh quan thân châu mục để hai ngày đảm đạo rồi ngày mai đi vẫn chưa muộn đa lễ ông đô thống đa lễ quá ta muốn đi thị sát ngay xong việc biên ải ta sẽ về làm việc với châu mục sau đô thống có vẻ băn khoăn mai mạnh minh bèn chỉ vào tờ chiếu nói ông đô thống đã đọc chỉ dụ của hoàng đế rồi chứ dạ bẩm hạ quan đọc rồi ạ à. vậy sao ông còn chưa dẫn ta đi bẩm thượng quan ta dùng bữa xong rồi mới đi chứ ạ. À? Không cần đâu ông đô thống, bọn ta có đem theo đồ ăn, tới một đồn biên ải nào đó, ta dừng lại cùng ăn với những người lính thú cũng được chứ sao? Đoàn của ta có ba người, tất cả đều đi ngựa. Có nhẽ đô thống cũng nên đem theo vài người lính tùy tùng cùng đi ngựa cả cho tiện. Còn ăn uống đàng hoàng thì chờ khi nào xong công việc hãy hay. Mai Mạnh Minh cùng hai gã tùy tùng đều cưỡi ngựa sắc tía tất cả đều vận theo lối dân thường, may bằng vải thanh cát, đầu đội nón chóp trắng có cua. Mỗi người tùy tùng một túi vải đâu, đeo vắt qua thân, đựng thức ăn. Quan khu mật sứ đeo túi vải thanh cát, trong đó đựng vài thứ giấy tờ, vài cuốn sách. Đô thống và hai lính tùy tùng cũng cải dạng như người dân địa phương. Họ cưỡi ngựa nhưng không đồng sắc. Viên đô thống cưỡi con ngựa sắc đen. Hai tên lính, đứa cưỡi con ngựa bạch, đứa cưỡi con ngựa lang. Cả ba thầy trò đều vận theo kiểu người nùng, áo quần đều may bằng vải thô, nhuộm tràm. Khác với ba người cưỡi ngựa tía chân đi giày vải, những người nùng đi chân đất, đầu đội nón đan bằng cật tre, nón trãng vành thật rộng, nom như họ đội cả một cái nia ở đầu. Sáu người sáu ngựa đi sen kẽ, nom như những người lái buôn ở dưới xuôi lên cùng với thương nhân nùng đi tìm mua hàng. Họ thường mua quế hồi, thảo quả sai nhân, Đôi khi họ còn mua cả dược liệu quý để bán sang tàu như hà thủ ô ba kích, sơn thù, nhục đậu khấu, thạch xương bồ, dâm dương hoắc, ké đầu ngựa mã tiền. Nhưng đầu bảng vẫn là thạch xương bồ, dâm dương hoắc, ba kích. Những thứ khác chỉ là kèm. Thông thường không có ba kích, họ không mua. Mới hay, người tàu họ chuộng nhất là những thứ kích dương, kích dục. Mua rồi họ sao tầm pha chế, lại xuất sang ta, gọi là thuốc bắc, giá cao gấp mấy chục lần người mình vẫn hùng hục mua lại còn khen thuốc bắc hay hơn thuốc nam biên cương rừng nối rừng trùng trùng điệp điệp lên cao xuống thấp là ở thế núi ngút ngàn chỉ một màu xanh lá trên đỉnh rừng sương khói răng răng mờ mịt đoàn người ngựa đi lọt thòm trong rừng đại ngàn quanh co len lách theo những nẻo đường mòn chỉ nghe tiếng suối chảy lúc thì à à như tiếng sóng biển vỗ từ xa lúc lạnh róc rác từ núi cao chảy ngoằn ngoèo theo các khe đồi hòa vào suối lớn ngoài tiếng suối còn nghe được tiếng chim hót chim đủ loại nhưng hót chỉ có mấy loài như họa mi liếu điếu trào mào vít chè đôi khi còn nghe cả tiếng bìm bịp kêu vang vang khắp các cánh rừng hoặc đêm xuống nghe tiếng cú rúc đến rợn cả tóc tai đêm mùa xuân còn nghe được cả tiếng mang tác tiếng nai gỗ đôi khi bắt gặp trong gió thoảng Tiếng hú gọi của cả một bầy sói, tiếng hổ gầm từ xa. Nhưng đi về bất cứ cánh rừng nào đều nghe được tiếng chim bắt cô trói cột. Cứ từng âm một, nhả ra, nghe đến lực cười. Nhưng ai oán nhất vẫn là tiếng chim tìm vịt. Đường hẹp chủ yếu là đi theo những vệt mòn, nên chỉ đi được một hàng ngựa, lại phải đi cách nhau chừng vài ba giải. Nếu không, những cành lá do ngựa đi trước ngáng, khi vuốt qua nó quật lại mà quất đúng mặt người đi sau đau tê đau tái vì vậy phần lớn cung đường quan khu mật xứ không thể trò chuyện với viên đô thống được đi từng vài chục dặm bắt gặp một thung lũng lấp ló những nếp nhà sàn khói chậm chậm bay lên từ đỉnh nóc tự nhiên mai mạnh minh cảm thấy một sự ấm áp càng đến gần thung lũng càng hiện rõ như một bức tranh màu nắng từ đỉnh trời gieo xuống từng chùm ánh sáng vàng tươi trong như hộ vách các vườn nhà hiện rõ dần những cây hồng phơi một màu quả đỏ như son những cây cam chĩu quả đang chuyển mã sang sắc vàng và bưởi vẫn còn lúc liệu những trái tròn nặng chĩu một tiếng gà gáy trưa rồi vang lên cả chục tiếng gáy khiến cả thung lũng bừng lên sức sống một đàn trâu chừng hai chục con đen chuỗi loáng thoáng vài con trâu trắng lẫn vào đang cúi đầu gặm cỏ phía bìa rừng Tiếng lục lạc phát ra từ nơi cổ mỗi con trâu, cứ thả đều đều theo nhịp trâu gặm cỏ. Thỉnh thoảng, có một vài con ngừng đầu nhìn ngơ ngác, nghiêng sừng, rồi lại cúi đầu mịt mài gặm cỏ. Cảnh như mời gọi, Mai Mạnh Minh vút ngựa lên đuổi kịp đô thống. Ghim cư ngựa đi song hàng, tay trỏ roi xuống bàn, quan khu mật xứ hỏi. Đô thống à, đây là bàn nào đó? À, bàn Bảo Lâm mà, nó giàu lắm đấy. Ta ghé vào bàn được không? được chứ, quan trên muốn ghé đâu chả được. Cột ngựa ở ngoài đầu dốc, cả đoàn đi bộ vào trong bàn. Viên đồ thống dẫn đi theo con đường quanh mép suối. Nước trong suốt đáy, những viên cuội tròn vo, thỉnh thoảng có hòn đá to như một con trâu mộng nằm chành ảnh giữa suối, phân đôi dòng nước. Một đàn cá thung thăng lội ngược dòng. Bên kia bờ suối là vách rừng. Mạnh minh ngửa cổ, vẫn không nhìn thấy đỉnh rừng thàng bắt gặp một máng nước bắc bằng nửa cây tre bương nối dài từ tít tận một khe nước nào đó không bao giờ cạn những máng nước ấy dẫn vào từng nhà từng vườn vừa làm nước ăn nước rửa của các gia đình vừa là nước tưới cây loáng thoáng từ một khe đổ xuống lại có một cối giã gạo bằng sức nước mạnh minh đã đi nhiều ngay quê mình cũng có rừng có suối nhưng chưa bắt gặp ở đâu có một thung lũng đẹp mà chủ phú như ở đây Mạnh Minh có cảm giác như cảnh này từ trong các chuyện cổ tích mà các bà tiên vừa hóa phép cho hiện ra. Một lát, đô thống dẫn cả đoàn vào nhà ông trưởng bản, lấy roi ngựa gõ nhẹ vào chân cầu thang nhà sàn. Đô thống cất tiếng gọi. Ông ké, ông ké, xuống nhà đón khách quý mau mau. Một ông già dáng người quắc thước chạy từ trên sàn tới đầu cầu thang nhìn xuống. Úi a à, quan đô thống, quan đô thống, tôi xuống ngay đây ông quay vào trong nhà, quàng vội chiếc áo dài ra đứng đầu cầu thang vái dài. Mời quan đô thống, mời các quan lên nhà. Quan đô thống mời thượng quan đi trước. Mai Mạnh Minh bước lên hết bậc cầu thang, bèn cúi đầu xá một xá. Chào ông ké, chúc ông và cả nhà mạnh khỏe, nhiều của, nhiều người. Úi à, quan lớn ở Thăng Long lên á. Chủ nhà nháy mắt về phía viên đô thống, tay chỉ vào quan khu mật xứ hỏi, đồ thống gật đầu nắm tay ông ké bước vào nhà sao ông ké biết khách từ thăng long tới quan khu mật sứ hỏi ông già cười khanh khách đáp biết chứ? ông chỉ vào đôi bàn chân trắng các ngón thon gót mịn của quan khu mật sứ lại chỉ vào gương mặt trắng hồng và mập mạp của quan ngài những cái này nó biết nói mà ông già vào góc nhà bê ra một vỏ rượu chiếc vỏ sành da lươn to bằng quả mít nút chặt bằng lá khô cuộn tròn lại bê ra một chồng bát để cạnh vò rượu. Ông trở vào bếp, nơi có bếp than củi đang cháy đỏ rực. Trên chỉ đặt một ấm nước đang sôi. Nước sôi trào qua vòi, rơi xuống đám củi, cháy bốc hơi xèo xèo. Ông già bắt ghế, lấy xuống một gói to, bọc mo cau khói ổ vàng. Ông lần lượt bỏ ra ba tảng thịt khô, mỗi tảng to bằng hai bàn tay. Bỏ ấm nước ra ngoài, cởi bếp tải than hồng ra, ông đặt từng miếng lên đám than đang rừng rực đỏ. Như có phép lạ, miếng thịt nở to ra phẳng phiêu. Mùi thơm khiến mũi khách phập phồng. Nóng đến đâu, thịt phồng lên đến đấy. Miếng thịt chuyển dần từ màu nâu xỉn sang màu hồng, non như thịt tươi. Trở đi trở lại một hai lần, lại nướng sang miếng khác. Khi nướng xong cả ba miếng, ông già đặt vào chiếc khay gỗ, bê ra chỗ sàn khách ngồi. Chiếu đã trải từ lúc nào Mạnh Minh đã thấy ở phía đầu nhà đằng kia cũng có một chiếc cầu thang. Ông để ý chỉ có trẻ con đàn bà đi cầu thang đó. Còn chiếc cầu thang ông vừa lên là của đàn ông và cũng là cầu thang đón khách. Trong sàn rộng mênh mông, không ngăn ra từng buồng, nhưng có để từng ô. Mỗi ô là một đống chăn gối. Đây là chỗ ngủ riêng của từng người, tự như mỗi căn buồng của người kinh ở dưới xuôi. Ông ké đặt bát, mở nút vỏ rượu rót đầy ba bát ông nâng từng bát mời hai vị quan trên mời các quan uống rượu chốc nữa ăn cơm tôi và quan đô thống còn mấy người nữa đi theo cho họ uống rượu cùng được chứ quan khu mật sứ hỏi ông già cười vui nói năng hoạt bát chúng nó đang ăn uống ở dưới sàn rồi tôi có đem theo đồ ăn ông ké không phải nấu cơm nữa đâu quan khu mật sứ lại nói ông ké dịu mặt lại không được đâu đến nhà người nùng không uống rượu, không ăn cơm là khinh chủ nhà đó. Mạnh Minh biết đây là phong tục của đồng bào, phải tôn trọng. Được mà ông ké, đồ ăn chúng tôi để lại, bây giờ uống rượu, ăn cơm nhà ông ké thôi. Ông già vui lắm, ông cười rung cả hàng ria mép. Những giọt rượu, non như những hạt xương đọng trên ria mép ông ké, cứ rụng dần theo nhịp cười của ông. Thịt nai đấy, ngọt lắm, mời các quan nhắm với rượu vừa nói ông ké vừa đẩy về phía các quan mỗi quan một miếng to tướng trong khi vui rượu quan khu mật sứ hỏi ông ké à bản mình sao gọi bảo lâm mắt ông ké chờ sáng rực lên tu hết bát rượu lại xé một miếng khô nai nhai thật kỹ nuốt xong rồi ông mới nói